hẳn cho các nhà khoa học trẻ nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin. Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 8. Theo PGSTS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng, qua 7 lần tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay, Hội thảo CITA 2019 đã chính thức phát triển thành Hội thảo Khoa học Quốc gia, sánh vai cùng với các hội thảo quốc gia khác trong cùng lĩnh vực. Hội thảo CITA 2019 là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và thảo luận nhiều vấn đề, định hướng nghiên cứu mới, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ. CITA 2019 đã nhận được bài viết tham dự của gần 160 tác giả trên cả nước. Qua quá trình phản biện hết sức chặt chẽ và nghiêm túc, Ban tổ chức đã chọn lựa được 55 bài báo chất lượng đăng trong kỷ yếu hội thảo CITA 2019. Mỗi bài báo được phản biện nghiêm túc và kỹ lưỡng từ 2 đến 3 thành viên trong ban chương trình. Điều này thể hiện chất lượng ngày càng cao và uy tín của hội thảo CITA trong cộng đồng khoa học. Qua 8 năm tổ chức, hội thảo CITA đã chọn đăng gần 500 bài báo trên các kỳ yếu hội thảo với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước. Đã có 106 bài báo khoa học của CITA được chọn đăng và xuất bản trên 5 số riêng của tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng.